Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Nhiều khán giả thắc mắc không hiểu giữa cả hai nghệ sĩ đàn anh đã xảy ra chuyện gì mà lại có việc đá xoáy trên mạng xã hội. Chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay sờ căng đan nên lời đăng đàn công khai của Vũ Hà vào những ngày trước khiến công chúng ngỡ ngàng. Vừa qua, trên trang cá nhân nam ca sĩ Vũ Hà vừa bóc phốt một đồng nghiệp mà anh cho rằng thích ném lựu đạn. Người hâm mộ thắc mắc nhưng khi đọc vào toàn bài viết và thông qua các chi tiết cụ thể thì cũng nhanh chóng nhận ra nhân vật này chẳng ai khác chính là Quang Hà. Tao vai cho sở thuế sẽ nhóm nó, sở hữu 13 căn nhà bao gồm có biệt thự và nhiều căn hộ cao cấp. Qua Mỹ hát 1 tháng 17 show. Thối hoắc mà tưởng sô cô la loại 1. Muốn thành trung tâm tỏa sáng thì chỉ khi nào Vũ Hà, Quách Tuấn Du, Lâm Hùng Châu, Gia Kiệt, Hồ Việt Trung, Hàn Thái Tú lăn đùng ra chết. Khi nào có tiền tự mở live show rồi kêu thợ in nó in hình to hơn cái nhà hát cũng được. Còn cũng là đi hát thuê trong một chương lễ bình thường như bọn này thì tem tem lại, cho đồng nghiệp nó thương. Live show của mình thì bảo của mình, còn không phải của mình thì đừng có nổ rồi khi chuyện bể ra nhục lắm nha em. Bố láo với ai thì bố láo, nhớ chừa cái mặt anh mày ra nhé. Em không bao giờ hơn thua với bất kỳ một ca sĩ nào từ trước tới giờ. Nhưng ca này bệnh nặng quá, em không thể không nói. Em mệt mỏi lắm. Mệt, Vũ Hà thẳng thắn. Ngay lúc này, mọi người đang mong ngóng thái độ của giọng ca ai rồi cũng sẽ khác như thế nào. Tuy nhiên, phía Quang Hà vẫn chưa có thông tin chính thức nào. Anh chỉ đăng đàn bài hát của mình cùng dòng trạng thái lấp lửng, cuộc sống sợ nhất sự lừa dối. Giàu nghèo, tốt xấu nhưng sống đừng lừa lọc nhau. Ngay cả trong tình yêu cũng vậy. Việc công chúng nghĩ rằng Quang Hà là người bị đá xéo đều có căn cứ. Bởi lẽ, nam ca sĩ gốc Hà Thành từng nhiều lần khoe với truyền thông về việc mình sở hữu tận 13 căn nhà đang cho thuê, biệt thự 20 tỷ đồng, sắp xây bỉ đỉnh 10 tầng. Từ tiền cắt xê 50.000 đồng một đêm nhưng giờ đây anh là một trong những nghệ sĩ sở hữu khối tài sản khủng của showbiz Việt. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.